Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay cửa hàng chúng tôi lại về thêm một chiếc xe sedan đan hạng B số tự động, màu trắng. Đó chính là chiếc xe Honda City. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ mới, chiếc xe này rất đẹp. Quý vị và các bạn hãy chờ chúng tôi dọn rửa xong chiếc xe này rồi chúng tôi sẽ làm video chi tiết giới thiệu cho quý vị và các bạn xem nhé. Giá bán chiếc xe này chỉ hơn 300 triệu đồng thôi. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem xe. Vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh mà quý vị đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi video xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.